Kiêu xa vào, cầm kiêu xa vào nào, cầm thỏi son đẹp vào chị. Son chưa có lên. Anh phải diễn chậm thì người ta mới nhìn thấy được cái detail của cái sản phẩm này. Đừng đi nhanh quá người ta không bắt được. Còn tay nó không lên mà, không có lên mà. Cái năng lượng của bạn thấp quá. Không nó đẹp thế nào. Đang ơi, nhìn chị. Đang ơi, sản phẩm đang bị bóng cho mặt em, nghe thôi đừng nhìn chị. Ngay sau cái phần quay trở lại của Cẩm Đan thì Đan đã phải tham gia vào một cái phần thử thách như thế này á, thì chịu nghĩ đây là một cái thách thức rất là lớn đối với Đan về mặt tâm lý và phân chia thời gian để mà thực hiện thử thách. Đan ơi, em diễn đi lên catwalk nhé, đứng ở bậc đầu tiên và posing. 3, 2, 1 action. Đẹp. Rồi đứng. Mentor ơi, bạn không diễn ra được cái vai của bạn, cái năng lượng của bạn thấp quá. Bạn là ngôi sao điện ảnh, bạn không nhất thiết phải cầm cái sản phẩm mãi như vậy. Nha, Hollywood nha. Sự thể hiện của Cẩm Đan đúng là có một vài bước cần phải tiến bộ hơn để bắt kịp với các bạn về việc mà tương tác với sản phẩm, tương tác với camera và thể hiện sắc nét hơn, sáng tạo hơn thì bạn vẫn còn chưa làm được bằng những thí sinh đã ở lại đến tập chính. Này, em phải diễn chậm thì người ta mới nhìn thấy được cái detail của cái sản phẩm này. Đưa ra này. Này. Diễn chậm lại thôi, chậm và dứt khoát. Đừng đi nhanh quá người ta không bắt được. Ok, son đi. Kiêu xa vào, cầm kiêu xa vào nào, cầm thỏi son đẹp vào chị. Xoay son môi lên đã. Xoay tiếp, son chưa có lên. Đánh son kỹ thuật nào. Giữ hôn môi cho đẹp nào, ok. Đánh bên trên nào. Rồi, thần thái, đúng rồi. Cười. Đẹp, rồi ok. Rồi diễn Đăng ơi. Không cần diễn mặt đâu, giữ nguyên đầu, nguyên mắt, một ánh nhìn thôi. Giữ nguyên Đăng ơi. Đăng ơi, nhìn chị. Đăng. Giữ nguyên như này. Có những cái giây phút mà Đăng khá là bối rối trong việc là Đăng cũng chưa biết là tương tác với sản phẩm như thế nào cho nó hiệu quả nhất. Cho nên chị sẽ phải la lên rất là lớn để giống như là Đăng cũng sẽ từ từ Đăng lấy lại tinh thần và bình tĩnh hơn. Nó cũng hơi khó, mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà thực sự rồi nó rất là căng thẳng. Nhìn lên trên, đúng rồi. Trời ơi, mất thời gian quá ha. Xoay. Cái body của bạn không đẹp tí nào luôn á. Cố gắng cong cái lưng lên xíu để thấy chữ S nào, hóp bụng vô. Giữ nguyên một giấy em gì nào. Giữ màu sáng thôi em. Anh lỗi rồi hả? Anh cưa sinh bệnh lỗi. Em hơi chị mặc quần này gắt quá trời mà. Màu quyền lực nào. Giữ màu sáng thôi em. Đón máy, đúng rồi. Nó mới đẹp thế nào. Trong cái thử thách lần này thì Phương thấy Cẩm Đan vẫn còn vụng lắm. Em vẫn còn rất là non. Cái diễn xuất của em thực ra mà nói là sẽ cần phải cố gắng rất là nhiều. Bớt lên tay thôi. Lên tay thôi, không lên mặt. Không có lên mặt. Đang, cho chị một cảnh như này đi, xoay lưng lại. Đúng rồi, giữ vậy đi. Đi xung quanh cái bụng đi em, đi xung quanh cái bụng đi. 30 giây để diễn ốp những cảnh này nhá. Đừng có ăn ảnh thôi chứ không biết diễn. Ngồi mặt về camera nào, cái nét mặt đó nha, hướng mặt về camera. Dâm cẩn luôn nha anh ơi, vào sát luôn giùm em. Vào sát luôn, đang diễn thần thái, giữ thần thái đi, vào sát cảnh beauty. Đúng rồi, đẹp, cái hiếu mắt nó đẹp đó. Đẹp rồi. Ok. Thôi, xong rồi. Phần thi này mình nghĩ là 50-50. Cũng mong là sẽ có những cái góc đẹp. Còn đối với phần photoshoot thì chắc chắn 100% là Cẩm Đan phải wow. Đón xem đêm chung kết trực tiếp sẽ được diễn ra vào lúc 19:30 ngày 13 tháng 8 tại nhà thi đấu Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và định hình phong cách thời trang cá nhân phù hợp cho mình? Hãy liên hệ Học viện Xây dựng Hình ảnh Cá nhân Image Code ngay hôm nay thông qua số điện thoại 0988 515858. Bạn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp? Bạn muốn sải bước trên sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế? Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Hãy đăng ký ngay hôm nay thông qua hotline 0938 072 115.